Chào các em, sau đây thì cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi C2 trang 19 sách giáo khoa vật lý lớp 11 nội dung như sau. Dựa vào hệ thống đường xúc hình 3.6 và 3.7, hãy chứng minh rằng đường cường độ điện trường của một điện tích điểm càng gần điện tích điểm đó thì càng lớn. Bây giờ thì chúng ta sẽ quan sát hình 3.6 và hình 3.7. Rồi, các em có thể nhìn thấy, đây chính là hình 3.6, là hình ảnh mô phỏng đường xúc điện của một điện tích dương. Hình 3.7 thì mô tả đường xúc điện của một điện tích âm. Thì chúng ta thấy là với điện tích dương thì các đường xúc sẽ có chiều hướng ra xa điện tích. Và các hướng của các đường xúc này thì trùng với hướng của vector cường độ điện trường tại điểm đó. Và còn với trường hợp thứ hai là với điện tích âm thì các đường xúc lại hướng vào điện tích đó. Và lưu ý cho cô là chúng ta thấy ngay là hình ảnh đường xúc thì giữa hai trường hợp này có một điểm tương tự nhau, đó là càng gần điện tích thì các đường xúc xuất hiện càng dài, kể cả điện tích dương hay là điện tích âm. Mà theo quy ước về đặc điểm của đường xúc điện, cách vẽ đường xúc điện thì các em có thể đọc lại ở cuối trang 19, đó là ở chỗ cường độ điện trường càng lớn thì các đường xúc điện sẽ mau, còn ở chỗ cường độ điện trường nhỏ thì các đường xúc điện sẽ thừa. Như vậy, theo phân tích ở trên hình ảnh vừa rồi thì chúng ta thấy là ở gần điện tích các đường xúc mau, do đó thì chỗ đó là những cái chỗ mà cường độ điện trường càng lớn. Còn càng ra xa điện tích thì đường xúc điện càng thưa, có nghĩa là càng ra xa điện tích thì cường độ điện trường sẽ càng nhỏ. Vậy là chúng ta đã có thể phân tích được đặc điểm của cường độ điện trường ở gần một điện tích điểm thì càng gần điện tích điểm đó thì nó sẽ càng lớn. Do đó thì các em có thể ghi lại câu trả lời ngắn gọn như sau. Đó là chúng ta dựa vào hình 3.6 và 3.7. Thì ta thấy càng gần điện tích các đường xúc điện càng dày đặc. Hay còn gọi là càng mau. Vậy thì theo quy ước về đường xúc điện, đó là nơi nào đường xúc điện càng mau thì nơi đó điện trường càng mạnh. Chúng ta sẽ kết luận được là cường độ điện trường của một điện tích điểm ở càng gần điện tích điểm thì càng lớn. Và đây chính là điều mà chúng ta cần phải chứng minh.